Xin chào anh chị, cô chú, em là nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Một ngày mới, em kính chúc anh chị, cô chú nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài, phát lộc nha. Hôm nay em về đây thuộc ấp Quý Lợi, xã Nhị Quý, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, để giới thiệu cho anh chị xem một thửa đất có tổng diện tích là 168 m². Trên thửa đất thuộc đất cây lâu năm, chưa có thổ cư. Trước tiên em xin giới thiệu về con đường đi. Mình rẽ phải là liên thông ra đường tỉnh lộ 874 khoảng 400 m. Và anh chị rẽ trái là liên thông ra ngã ba Nhị Quý khoảng 1 km. Con đường này rộng khoảng 2 m. Anh chị chỉ di chuyển là đường xe máy và xe ba gác. Ô tô thì anh chị di chuyển vào đây chưa có được. Ở đây thì có đèn đường, điện nước, wifi có đầy đủ. Nhà cửa khu vực này em thấy rất là đông, rất là thích hợp để cho anh chị, cô chú mình mua về cất nhà ở là tuyệt vời luôn nha. Và khu vực này thì cũng có đầy đủ tiện ích như là chợ Nhị Quý, trường cấp 1, trường cấp 2, ủy ban cách khoảng 500 m. Còn hướng bên đây thì anh chị cũng liên thông ra quốc lộ 1A khoảng 1 km. Từ vị trí đường bê tông 2 m, mình di chuyển vào đường bê tông khoảng 1,5 m nha anh chị. Tới vị trí thửa đất khoảng 30 m. Ở đây thì khu dân cư, nhà cửa ở rất là đông nha anh chị. Vị trí này thì rất là thích hợp để cho anh chị, cô chú mình mua về để anh chị mình cất nhà ở là thích hợp nha. Em mời cô chú, anh chị mình di chuyển vào trong để anh chị mình xem và tham quan luôn nha. Con đường này là đường thông nha anh chị. Đường này thì cũng thông ra quốc lộ 1A luôn chị. Xung quanh đất thì gia chủ đều cắm trụ bê tông hết luôn nha. Về vấn đề ranh giới thì anh chị, cô chú mình mua rất là yên tâm. Ở đây thì mình có hai nền anh chị. Mỗi nền thì ngang là 8 m và có chiều dài là 21. Diện tích mình tính từ ngay chỗ vị trí trụ bê tông này anh chị. Mình đo thẳng qua bên đây là 8 m. Ở đây thì mình có hai nền nha anh chị. Mình tới đây nè là 8 m anh chị. Còn nền thứ hai cũng là 8 m, dài là 21 luôn. Ở xung quanh thì có trụ gào B40 hết luôn nha anh chị. Ở ranh giới thì rất là rõ ràng, anh chị yên tâm. Ở đây thì thửa đất đang quay về hướng Tây nha anh chị. Từ trung tâm thành phố Mỹ Tho, anh chị di chuyển về khoảng 21 km là anh chị tới. Từ thành phố Hồ Chí Minh, em lấy mốc từ bến xe miền Tây, anh chị di chuyển về khoảng 74 km
là anh chị tới nha. Ở bên đây thì cũng cắm trụ bê tông và kéo lưới rồi anh chị. Ở đất của mình thì cao gáo bằng theo mặt lộ. Đất thì không màu mỡ nha anh chị, xung quanh thì cũng không có. Ở đây thì khu dân cư, nhà cửa ở rất là đông luôn. Ở về đây thì anh chị, cô chú mình mua, mình cất nhà ở là thích hợp nha anh chị. Ở đây thì gia chủ có hai nền. Mỗi nền thì ngang là 8m, dài là 21. Trên thửa đất gia chủ thì đang trồng một số dừa nha anh chị. Ở dừa này là dừa sim. Và phía sau thì mình có một cái đường nước để anh chị mình thoát nước nè. Và mình lấy nước để tưới tiêu rất là thuận tiện luôn nha. Hiện gia chủ đang kêu bán với giá là 290 triệu. Nếu anh chị, cô chú mình thấy phù hợp và ưng ý thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ có nhân viên để dẫn anh chị xem và gặp ngay chính chủ luôn nha. Ở đây thì mình có hai nền là 16 mét nha anh chị. Ở giấy tờ thì chủ sẽ bao cho anh chị luôn ha. Đó, mình tới đây nha anh chị là 16 mét. Ở đây thì mình có mấy cây dừa sim anh chị. Trái rất là nhiều luôn á. Tổng diện tích là 168 m² nha anh chị. Ở đất của mình là đất cây lâu năm, chưa có thổ cư. Nếu anh chị có nhu cầu để lên thổ cư á thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ hỗ trợ để anh chị lên thổ cư luôn nha. Ở đây thì mình có điện nè, nước bông toan thì có đầy đủ luôn nha anh chị. Đó, phía sau thì mình có một cái đường nước luôn anh chị. Có đường nước thì nằm ở phía sau nè. Ở đây thì nước ngọt quanh năm không có bị nhiễm phèn hoặc là bị nhiễm mặn. Vậy thì anh chị có thể mình trồng tất cả cây ăn trái luôn. Dùng đất ở cây lậy thì thích hợp để anh chị mình trồng sầu riêng, mít, dừa, bưởi, vú sữa anh chị. Ở đây thì mình có hai nền nha anh chị. Mỗi nền thì ngang là 8m, chiều dài là 21. Nếu anh chị mình mua hết thì gia chủ sẽ bớt lọc cho anh chị ha. Mỗi nền thì gia chủ ký gửi với em với giá là 290 triệu anh chị. Ở giá này thì chủ sẽ bao giấy tờ sang tên và các giấy tờ thuế liên quan thì chủ sẽ bao cho anh chị luôn ha. Đất của mình thì quay về hướng Tây nha anh chị. Ở đất thì em thấy cao hơn mặt lộ luôn chị. Về thì anh chị mình cất nhà thì anh chị mình chỉ bơm cát cất nhà thôi. Mặt bằng thì có sẵn rồi. Anh chị yên tâm ha. Bên em thì cũng có nhận ký gửi mua bán nhà đất và thiết kế xây dựng công trình hỗ trợ cho anh chị san lấp mặt bằng lên thổ cư. Nếu anh chị cô chú mình có nhu cầu, bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ hỗ trợ để anh chị cô chú mình đủ điều kiện luôn nha. Bên đây thì cắm trụ hết rồi anh chị. Cành giới thì rất là rõ ràng ha.
từ trung tâm ngay chỗ thị xã Cai Lậy á, mình di chuyển về khoảng 4,5 km là anh chị tới. Và tới năm 2030 thì thị xã sẽ lên thành phố nha anh chị. Ở vị trí này thì rất là đẹp để anh chị, cô chú mình mua, mình cất nhà ở là thích hợp anh chị. Một lô là 290 triệu, gia chủ sẽ bao giấy tờ sang tên cho anh chị luôn ha. Ở đây là tổng quan thửa đất, nếu anh chị ưng ý thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang, bên em sẽ dẫn anh chị xem và gặp ngay chính chủ để anh chị trao đổi giá tốt nhất để anh chị mua nha. Em cũng xin kết thúc video, hẹn anh chị cô chú ở những phần video tiếp theo.